yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của Bầm. Các bạn thân mến, xin mời các bạn đến với vườn cam 50 tấn ở thôn Còng, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Hôm nay là chim cu gáy hay đi phượt đến đây và qua nhà người thân. Nếu các bạn nào mà có nhu cầu mua những trái cam như thế này tại vườn đấy, thì hãy đăng ký ngay số điện thoại là 033 53 05 982 đấy. Thì các bạn đấy, người đẹp bán cam đấy, đấy. Quả rất sai luôn đấy. Cái cây của nó như này thì tại gì đấy, trái rất nhiều luôn, chịu sai chịu luôn, quá là sai luôn, rất là sai. Đó, cực sai luôn, quả lúc như chịu đây, cực sai luôn. Đấy, quý vị các bạn thấy này, không ở đâu có được cái thiên nhiên ưu đãi như thế này. Đây là những cái vườn rộng, có thể lên được vài hát luôn. Đồng ý chim cu gáy chơi với bà con ở trên Bắc Giang. Nếu như bạn nào ở Ba Vì có thể đặt mua một số lượng vài cân vài yến thì hãy đặt sớm ngay theo cái số điện thoại của em là gì nhỉ? 037 589 7487. Đấy, chiều là 12 giờ 1 giờ là mình sẽ lên xe mình sẽ về, và chắc chắn rồi là sẽ có vài tả cam luôn. Bạn nào liên hệ với đồng chí họ anh đặt cam rất ngon, rất là chuẩn luôn, tại vườn, tại nhà người thân luôn. Mê ly luôn, chim ngập vào trong những cái trái cam đỏ rực bầu trời luôn. Bạn nhìn thấy cây này là tạ luôn, dài chịu chịch luôn. Gốc đây, các bạn thấy này cũng tiễn này, tiễn gốc, dễ tưới luôn. Những cây đơn giản.
cáo với các bạn là hôm nay là sáng chủ nhật, đồng chí Thao chim cô gái đã đặt chân lên xã Tân Mộc. Trên xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đây là một trong những nơi mà tôi đang đi chơi nhà bà con người thân. Và đây là cái vườn cam. Các bạn thấy là đây là mình đang đứng giữa vườn cam. Đây là những cái trái cam. Có thể thấy nó rất là đẹp. Không cái gì để... Một cây cam từ quả xanh đến quả chín. Rất là nhiều luôn. Rất là nhiều. Rất là dài luôn. Cực kỳ dài luôn. Cam này thì theo mình được biết là có những cái ở mức độ là khoảng 30 đến 40 kg trong loại 1, loại 2, loại 3. Đó. Quý vị các bạn ai muốn mua buôn, các bạn ai muốn mua lẻ thì liên hệ để mình tư vấn về thông tin. Bởi vì đây là tại vườn này thì theo mình được biết là người thân đã tiết lộ thông tin là đến khoảng 50 tấn. Đấy, 50 tấn thì thường là bán cho những các người mang xe chở lại buôn với số lượng lớn. Mức độ nào thôi. Đấy. Thì tùy vào cái đợt chảy, tùy vào các loại quả. Đấy. Đang có thể thấy khá là sai. Mọi chi tiết quý vị và các bạn có thể liên hệ để lấy thông tin nhà vườn là 0335305982. Tất cả các bạn hiện nay thì đồng chí Thao chim cô gái đang ở tại Bắc Giang, và ngày mai thì đồng chí Thao sẽ có tại Ba Vì. Và tất cả những ai Ba Vì muốn mua cam tại vườn, mua cam tại Bắc Giang mà mình đã ăn thử rồi, rất là ngon, cam kết. Đặc biệt là những anh em người thân người quen, nếu anh em nào gửi mua một vài yến hoặc là một vài cân thì các anh bạn sẽ dặn mình sớm để mình kịp. Chỉ khoảng giờ phút này đây mình đang quay là 7 giờ sáng ngày chủ nhật, và đến chiều 1 giờ chủ nhật là mình sẽ rời bánh. Như vậy là các bạn cũng có thể là alo, nhưng đặc biệt là các bạn ở Ba Vì, các bạn rất là nhiều. Ở đây thì cam được trồng như một những cái luống như thế này, và trồng hàng nhiều HA luôn, cực kỳ là nhiều luôn.
Rất nhiều. Rất nhiều luôn. Rất nhiều. Dài, rộng, sâu. Rất nhiều luôn. Đấy, như các bạn có thể thấy là những cái vườn cam đẹp như thế này. Quả trái rất nhiều. Cây, có những cây cũng đã bứt rạc rồi, có những cây rồi chưa bứt. Nhưng một cây như này tôi nghĩ chắc là phải được tầm nhiều. Cây này chắc phải được 50 quả, à 50 cân. Một cây khoảng được 50 cân. Cam tại vườn luôn. Rất nhiều. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm.